lạc rồi. Hello, xin chào mọi người. Hồi nãy mấy bé fan tặng rất là nhiều, thì cảm ơn mấy em rất là nhiều luôn. Bây giờ anh Diễm sẽ đập hộp cho tụi em coi nha. Đập hộp liền đi cho nóng luôn. Tất cả các dàn khách kia không có ai có quà gì cả. Chỉ hả mọi người gọi là tấn công vào Diễm, nói là thật sự rất là thích Diễm. Bảo Nhi là con, trời ơi thương quá. Sao con? Ba đi làm, ba đang làm, ba đang đập hộp quà, có quà cho Bảo Ngọc nữa, Bảo Ngọc chờ đó nha không? Ok, Ngọc chờ ba xíu đây nè. Chưa? À, quà là kẹo nè. Kẹo nhưng mà là giấu tên. Là bấm chưa vậy? Bấm rồi, bấm. Tiếp đi, tiếp đi. Đây là không có tên cho nên là tôi lấy. Có thư nữa. À. Thư từ lúc không biết tôi tặng ai. Phong bé Diễm, trời ơi thương nè, nè, nè. Đây đây đây, từ thời đây, đừng tắt đụng gì tôi nha. Thương quá trời thật. Sao mời câm vậy? Gửi bé Diễm đẹp trai số 1 thế giới, chào chú cho cháu là nghe. Chứ chửi chú hả? Chú ơi, à chú ơi, chú đẹp trai lắm. Nhưng tại chú đi nắng nhiều quá, nên chú bị đen. Trời ơi, con nít gì mà tinh tế dễ sợ, đàng hoàng. Nhưng vẫn đẹp lắm. Hôm qua lúc gặp chú, cháu đã được đập gì vậy ta? Đập tay. À, đập tay với chú. Trời, lúc đó cháu vui lắm. Tim như nhảy cổng lên. Mãi đến hôm nay vẫn thế. Yêu quý chú lắm. À, chú cho con gái chú nhé. Chú nhớ về sức khỏe nha, uống đầy đủ. Trời, đã coi Thúy Nga. Chú cảm ơn con nha, Thúy Nga. Thương tinh tế, dễ sợ thương. Bây giờ cát kia đâu có ai có quà cát gì đâu. Tại vì đâu có ai thích đâu, hiểu không? À. Ủa sao chữ nhỏ này mà gửi Hiếu luôn Hiếu thứ hai vậy? Ủa đừng gửi Hiếu hai mắt gì gửi tao vậy? Trời đất ơi. Thôi giả bộ đọc cho nó vui đi. Xin chào. Lại là con Nga. Ủa là Nga ơi. Trời đất ơi, mới thấy con Nga tưởng là để viết riêng cho mình. Xin chào anh em là Nga. Anh Hiếu ơi, anh đẹp trai lắm. Nhỏ xào dễ sợ không? Ngọc, im Ngọc ơi, Ngọc. Dạ. Ăn cơm đi, lát nó ba điện lại cho. Nó mới nói tôi đẹp trai, giờ nó nói Hiếu thứ hai đẹp trai. Anh thật sự đẹp trai dễ thương, muốn gặp anh ngoài đời cũng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Ngày nào cũng nhìn anh chỉ qua. Trời, nãy thấy thương con Nga dễ sợ. Thấy bức thư nhân văn dĩ nghĩa dễ sợ. Cuối cùng con viết con Hiếu thứ hai. Mà tự nhiên viết Hiếu thứ hai đưa tôi làm chi? Trời ơi, Nga nữa ông nội ơi. Quá trời Nga rồi. Quay tiếp với tôi. À, kẹo nè. Kẹo này không có tên bánh, có tên tuổi gì nha, tôi lấy luôn. Không có tên tuổi gì luôn, tôi lấy luôn. Không có tên tuổi gì luôn, tôi lấy luôn. Có tên, có tên. Gửi chú Sáu. Gửi chú Sáu hả? Đấy luôn. Gửi anh Trường Giang. Không có tên tuổi gì nha. Đấy luôn. Gửi Hiếu thứ hai. Không có tên tuổi gì nha. Lấy luôn. Thôi giỡn rồi, gửi Hiếu thứ hai, trả Hiếu thứ hai đi. Không có tên tuổi gì hết. Có. Không phải của tôi luôn. Sao gửi toàn người ta không vậy? Luôn. À, toàn của người ta không? À, cái gì? Ủa? À, là gửi nhiều quá hen.
Đây, quà của Bảo Nhi với Bảo Ngọc. Trời ơi, Lê Dương Bảo Lâm rõ ràng. À, có thư. Em xin tặng anh món quà nhỏ nhoi và lòng yêu thích Trấn Thành. Ủa, phải Trấn Thành không nè? Chân Thành á. Chân Thành hay Trấn Thành? Chân Thành. À, Trấn Thành hen. Được tặng quà tôi mà thế, tôi thích Trấn Thành chứ. Và các bé nhà anh, cảm ơn anh. À, dễ thương luôn. À, wow, trời ơi, dễ thương quá tụi em ơi. Được rồi, anh Lâm sẽ đem về cho mấy đứa con của anh nha. Trời ơi, kẹo này nó khoái lắm nè. Hay quá. Cảm ơn tụi em rất là nhiều nha. Thì nãy giờ là những tiểu phẩm vui vẻ thôi. Còn quà cáp và những bức thư của tụi em gửi cho các idol riêng của tụi em đó, thì hả, anh Lâm sẽ gửi riêng cho họ nha. Bye bye mọi người. Và cảm ơn mọi người, tình yêu thương của mọi người. Và hôm nay là quay hơi cực, là 4-5 giờ đã dậy rồi mà đi liên tục, cho nên nhiều khi mọi người chụp hình lại xin chữ ký á, là hạ chụp và ký không kịp, tại vì nếu mà ký là bị trễ thăm like của đoàn, cho nên mọi người thấy làm rất là nhiều nhưng mà không kịp, cho nên mọi người thông cảm nha. Rồi thôi, bye bye mọi người. Diễm sẽ đem quà này đến những anh em khác. Bye bye mọi người, cảm ơn, bye bye. Con chỉnh. Anh ơi, người ta chọn bức chấn động luôn anh ơi. Đẹp rồi, đẹp quá. Trời ơi, người anh làm cô dâu. Trời ơi, đẹp quá vậy. Trời ơi, về chứng đâu em? Mà sao bị phệ bên má vậy? Em mới tiêm filler đó, còn bị sưng nó bị áp xe anh ơi. Tiêm hoài vậy. Trời ơi, Hùng ơi, người ta đã ấy rồi. Giờ treo có đâu anh? Có yếu không? Dạ có. Có. Dạ. Anh Hiếu. Dạ. Mình Hiếu. À, mình Hiếu chứ không anh với Hiếu hả? Dạ. À, về thôi, ý trời đã kết duyên cho Diễm với Hùng rồi. Thì Diễm sẽ leo lên thuyền và đi để mà... Ủa sao đẹp quá vậy? Trời ơi, vẽ đó hả? Vẽ đó anh. Vẽ hình gì? Vẽ. Trời ơi, con fan ta vẽ nè. Trời ơi, tinh tế ghê không? Thăm mình luôn á, phan em luôn mà. Của chị luôn hả? Ừ. Trần Đức Nguyễn Đạt. Hay quá em ơi, Đạt ơi. Đạt. Trần Đức Nguyên. À, Trần Đức Nguyên Đạt. À, à, anh. Người ta là em biết tiếng Việt hả? An hả? An tiếng Anh đó. Nghệ thuật. An gì đây đó. Ạc á, ạc á ha. Ạc. Giỏi quá trời, cứng nghề quá trời. Ừ. Trời ơi, tương lai sao? Tương lai là phải đi học họa sĩ thôi. Ờ, tương lai nếu mà làm họa sĩ thì sẽ thành công không? Thành công. Ừ. Em vẽ đất nền rồi vẽ thiết kế rồi cho anh. Ờ. Trời ơi, đẹp em ơi. Cái này giờ chân ở đâu anh? Cái này treo đâu? Chân ở đâu luôn á? Cái này là có lít ra được chưa? Được không? Được. Đẹp quá. Trời ơi, phải đăng lên liền cho anh biết thôi. Đẹp quá. Mến tặng vợ chồng Thu Diễm. Nguyên Ạc hả? Nguyên Ạc ơi, nếu như mà em có thời gian rảnh thì em hãy dạy anh và Hiếu nữa nha. Và anh và Quân AB, anh và Dương Đu Mích, anh và ai nữa? Quỳnh Quỳnh sao anh? Quỳnh Quỳnh sao em không nói? Thôi Quỳnh Quỳnh ơi, trời hình rồi. À, con Ngân con Diễm nữa. Nha em ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Em tương lai sáng lắm, nhìn là biết người có qua tay liền. Thấy không? Chứ qua tay mới dễ được cỡ này thôi. Gia đạo sao? Gia đạo, gia đạo bình an hạnh phúc em, tại em vẽ là có hồn trong đây, có cái tâm, từng cái sợi chân mày khắc cái cũng vẽ đi chen. Sự nghiệp càng ngày càng phát triển nhanh nha. Tình duyên, tình duyên gia đạo của em biết là mong anh về nhưng mà em vẽ rất là tinh tế. Tình duyên không có okay lắm á nha. Tình duyên ok nha. Có mấy đứa nó cũng thương anh, nó vẽ cái môi em thường lừng nha, cái thao gì đó sợ lắm nha. Biết là môi về nhưng mà em vẽ rất là tinh tế, nó vừa phải, đẹp quá. Cưng quá, đẹp quá. Trời ơi, phải đăng lên liền thôi. Để đi, mình còn ấy, cứ để vậy thôi được rồi. À. Ừ, tại vì con đóng gói mang về để con. À, đẹp quá, cảm ơn em. Có gì em hãy inbox cho anh để mà sau này anh cần gì đó thì em vẽ tiếp. Trời ơi, anh ơi, anh có nhớ ngày xưa hình cứ của anh không? Bị móc mắt hả? Đó, tí nữa em sẽ lấy nút phén em cào mắt anh. Trời ơi, bây giờ trong nhà không có hình với vợ mà có hình với trai không? Hình của vợ thì bị cào lúng con mắt rồi. Trời ơi. Mà giờ anh còn giữ đống đó đâu, còn, đâu dám dùng.
ý là để trên đầu tủ á mà ụp lên như nè, không dám nhìn. Ờ, nó bị cạo trắng xóa mất rồi, sợ quá. Đẹp quá, mà cái giống này giống mộc gì em? Giống mộc của mấy bạn bình thường thôi, cái tên đó. Em sau này em muốn làm mộc theo cái tên của em cũng làm vậy được luôn á. Được không? Được. À, mộc này được lưu hành chứ hả? Không. Ok. Tên tiếng Việt là các kiểu thôi. Nhưng mà kiểu mà nó quằn quèo chút xíu thôi. Ok, cảm ơn. Thôi bye bye mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, hãy liên hệ bé này để mà vẽ. Bé này hiện tại đang vẽ miễn phí cho toàn quốc. Không có. Bé chuyên vẽ chân mày nữa. Chuyên vẽ chân mày nữa cho mọi người có nhu cầu thì hãy tự kiếm bé thì tôi không biết gì đâu nha. Tôi không biết gì đâu. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.